Kính chào bà con và quý vị đang theo dõi chương trình. Thì với chủ đề về cây dưa hấu thì chúng tôi xin trình bày khái quát về cây dưa hấu. Dưa hấu có nguồn gốc từ phía Nam Châu Phi, là một cây hoang dại dần dần lan tỏa ra rộng khắp Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ và Châu Âu. Cây dưa hấu rất được người dân Châu Phi yêu quý bởi vì nó là nguồn cung cấp nước giải khát và dinh dưỡng cho con người và cả gia súc trong điều kiện khô hạn của sa mạc và dễ dàng chuyên chở. Cây dưa hấu được đưa vào Trung Quốc từ thế kỷ thứ 10. Trung Quốc là một đất nước có diện tích canh tác dưa hấu lớn nhất. Và cái việc mà trao tặng dưa hấu trong những sự kiện lớn là phong tục của người dân Trung Quốc. Còn ở Việt Nam thì dưa hấu có từ đời vua Hùng Vương thứ 18, khoảng 334 đến 258 trước công nguyên, là vị vua Hùng cuối cùng. Thì An Tiêm là người con nuôi của nhà vua, rất được nhà vua yêu mến. An Tiêm cũng rất là có tài, nhưng An Tiêm cho rằng của mình làm ra thì mới quý, còn của biếu là của lo, của nợ. Chính vì thế mà nhà vua nổi giận, đày cải gia đình An Tiêm ra hoang đảo. An Tiêm ra sức khai khẩn, trồng trọt. Bỗng một con quạ bay đến, nhả ra mấy cái hạt gì đó xuống đất, thì ít lâu sau hạt nảy mầm ra hoa kết trái. Trái có vỏ màu xanh, ruột màu đỏ, mọng nước, hạt đen, vị ngọt, thơm mát. Thì một ngày kia, một chiếc tàu bị bão trôi dạt vào hoang đảo. Thì cái người trên tàu đó mới lên đảo, thấy có một loại trái cây lạ, họ mới trao đổi thực phẩm cho An Tiêm và lấy dưa hấu. Từ đó tiếng đồn vang xa, gia đình An Tiêm ngày càng trở nên đầy đủ, sung túc, phong phú. Thì nhà vua nghe chuyện, bèn triệu An Tiêm về phục chức lại ở trong triều đình. An Tiêm đem giống dưa hấu đó về dâng cho vua và phân phát hạt dưa cho dân chúng. Thì từ từ dân chúng trồng và làm giàu thêm cho xứ Việt với một loại trái cây danh tiếng. Mà nước ta thì có cái sự tích về quả dưa hấu đó bà con. Về tình hình sản xuất dưa hấu thì năm 2014 trên thế giới diện tích sản xuất dưa hấu là khoảng 3,5 triệu hecta, cũng gần sắp xỉ cả đồng bằng sông Cửu Long đó bà con. Thì riêng châu Á là chiếm 75%, thì trong đó Trung Quốc thì chiếm là 53%, Nhật thì chỉ có 3,1% và Việt Nam thì 1,5%. Năng suất của dưa hấu ở trên thế giới bình quân là 32 tấn trên 1 hecta. Riêng châu Á thì cao hơn, đó là 35 tấn trên 1 hecta. Còn ở Trung Quốc thì đến 40 tấn trên 1 hecta. Nhật thì khoảng 33 tấn. Thấp nhất là Việt Nam thì chỉ có 21 tấn trên 1 hecta. Thì số liệu của FAO năm 2020, Việt Nam có diện tích trồng dưa hấu là khoảng 61.652 hecta, năng suất là khoảng 23 tấn cho 1 hecta. Thì năng suất có cao hơn 6 năm trước, đã tăng lên được là 2 tấn rưỡi, tức là do áp dụng khoa học kỹ thuật. Thì Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Mỹ là những đất nước sản xuất dưa hấu nhiều. Thì trong đó Trung Quốc sản xuất hầu hết là cho tiêu thụ nội địa, còn Thổ Nhĩ Kỳ thì sản xuất để xuất khẩu đi châu Âu. Thì số liệu năm 2016 thì Trung Quốc là sản xuất ra được là 79,2 triệu tấn dưa hấu, trong khi là toàn thế giới là 110.000. Thì như vậy là Trung Quốc đã sản xuất dưa hấu là chiếm hết là 3/4 cái sản lượng của thế giới. Về giá trị dinh dưỡng cũng như là dược tính của cây dưa hấu, thì dưa hấu thì có hàm lượng nước rất cao, trên 95% là nước. Chúng ta ăn 1 kg cái ruột dưa hấu đó, thì trong đó là có là 950g là nước, là nguồn cung cấp carbohydrate rất là tốt, calo cũng tốt. Tuy nhiên trung bình thôi về vitamin A và C.
Về giá trị dược tính thì cái dưa hấu giàu chất chống oxy hóa. Màu đỏ của trái dưa hấu là do là lycopene, là một chất chống oxy hóa có thể giúp hạn chế được nguy cơ ung thư và bệnh đái tháo đường. Nếu mà chúng ta cần bổ sung lycopene thì chúng ta nên chọn cái loại dưa hấu có ruột đỏ, bởi vì màu đỏ tươi thì có giàu hơn nhiều lycopene hơn là dưa hấu ruột vàng. Thì cái nhóm mà dưa hấu mà không hạt đó, thì cũng màu đỏ nhưng mà có xu hướng thì giàu lycopene hơn là so với dưa hấu có hạt. Dưa hấu còn giúp là giữ nước cho cơ thể, bởi vì ăn dưa hấu một cách đơn giản là giữ nước cho cơ thể rất là tốt, giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư, tiểu đường và những cái cholesterol xấu. Dưa hấu giúp cho tăng cái khả năng làm lành vết thương khi mà phẫu thuật, hoặc là vết thương mình do mình đứt hay là phỏng đó, thì nó hỗ trợ lành vết thương tốt hơn, đồng thời là lợi tiểu và giảm béo. Nói chung là có rất là nhiều ưu điểm trong cái việc mà hỗ trợ cho cái việc mà bệnh đó. Thì về đặc điểm của cây dưa hấu, đặc điểm thực vật của cây thì cây dưa hấu có bộ rễ phát triển rất là khỏe, rễ ăn sâu có thể là 1-1,2 mét trong điều kiện là đất có cơ cấu nhẹ như là đất cát đó. Còn rễ mà tập trung nhiều nhất ở tầng đất mặt khoảng 20-30 cm. Đường kính của bộ rễ, tức là chiều rộng đó, trên bề mặt của bộ rễ thì lan tỏa rất là lớn, có khả năng là cũng khoảng 1-1,2 mét. Do vậy trong cái điều kiện mà canh tác ở đồng bằng sông Cửu Long mực thủy cấp cao đó, thì cái dưa hấu rễ không phát triển được chiều sâu thì nó phát triển mạnh ở trên bề mặt. Do vậy thì rất là thuận lợi, có nghĩa là điều kiện khô hạn thì rễ nó ăn sâu, nhưng mà điều kiện là mực thủy cấp cao dễ bị úng thì rễ nó phát triển trên bề mặt, do là rễ chính và rễ phụ đều phát triển khỏe. Đó là cái đặc điểm, cái ưu thế của cây dưa hấu, cho nên là cái vùng canh tác của dưa hấu rất là rộng. Về thân dưa hấu thì chiều dài của cái thân dưa hấu dài lắm bà con ơi, khoảng 3-6 mét, nó tùy theo giống. Giống mình đang trái tươi đó thì ngắn hơn, còn mà dưa hấu mà mình chưng tết dài có thể là gấp rưỡi tới gấp đôi. Còn về lá thì lá dưa hấu là nó sẽ thùy, nó có khí 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 đó. Đặc điểm sẽ thùy này nó cũng hay, có nghĩa là trong cái điều kiện ngoài đồng khi mà mưa lớn thì cái giọt mưa đó nó lọt xuống những cái kẽ đó thì cái lá dưa hấu nó lại ít bị rách hơn so với lá dưa leo hoặc là lá bầu lá mướp. Trên vị trí của một đốt thân, tức là một mắt lá của dưa hấu á, thì nó có là thứ nhất cái là mang một lá, cái thứ hai nữa là nó có cái vòi bám, tức là cái tua cuốn, bởi vì cái dưa hấu là đặc điểm trong cái họ này là cái thân nó là nó bò nhưng mà nó bám, nó nhờ những cái vòi bám, cái tua cuốn. Cái thứ ba nữa là tại vị trí nắp lá thì là nó có một chồi, chồi rất là khỏe. Và trên thân là vị trí mắt lá nào cũng khả năng đâm chồi, do đó chúng ta cần phải cắt tỉa bớt chồi nữa. Và vị trí của một đốt thân đó còn mang là nụ hoa. Khi mà cái giai đoạn mà sinh sản á, tức là ở cái vị trí từ khoảng lá thứ 10 trở lên á, ở trên thân tính từ gốc á, thì mỗi một nách lá đều có một cái nụ hoa, là nụ hoa đực hoặc là nụ hoa cái. Thì đây là cái đoạn thân dưa hấu. Thì chúng ta sẽ thấy là cái hoa dưa hấu nằm ngay cái vị trí nách lá. Hoa này á, là nó là đơn thôi, có nghĩa là vị trí ngay của một nách này nó chỉ mang một hoa thôi, hoa đực hoặc là hoa cái, khác với cây dưa leo hay là cây mướp đó. Dưa leo mướp là cái cây ngay vị trí đó là nó có nhiều hoa lắm, chùm nó ra lần lượt. Còn cây dưa hấu là chỉ có một hoa. Thì đặc điểm nhiều hoa là hoa đơn tính, có nghĩa là nó giống như đặc điểm của cây trong cái họ này, dưa leo, dưa hấu, bầu quý, mướp, dưa lê vân vân đó. Thì trên một cây thì nó có hoa đực và hoa cái, nhưng mà hoa đực hoa cái là độc lập riêng, có nghĩa là gọi là hoa đơn tính mà cùng cây, hay là hoa đơn tính đồng chu. Hoa này thì nó nở và tàn trong ngày. Thì đối với dưa hấu thì hoa nở vào buổi sáng,
Do vậy, trong cái thời kỳ mà lấy trái thụ phấn á, thì tốt nhất là khoảng từ 6 tới 9 giờ sáng. Tỷ lệ giữa cái hoa đực và hoa cái thì hoa đực khoảng 4 lần so với hoa cái. Như vậy thì trên một cái đoạn thân, nếu như cái vị trí của cái hoa cái mà chúng ta không có lấy trái được, hay là vì lý do gì đó, rủi ro sâu bệnh gì đó, thì muốn để mà có được một trái khác thì phải là cách tới khoảng 4 lá nữa mới có thể lấy trái được, có nghĩa là phải vài ngày. Do vậy, trong cái điều kiện thời tiết bất lợi, mưa nhiều vào buổi sáng đó, thì mình lấy trái dưa hấu thì rất là khó khăn. Bởi vì cái ngày đó mà mưa quá không đậu trái được thì cái cây đó nó phải đậu trái phải vài ba ngày sau nữa mới có trái, chứ không phải là liên tục mỗi ngày. Thì cái hoa cái là hoa có cái bầu noãn hạ, tức là cái bầu noãn nó mình thấy được cái trái. Cái bầu noãn nó nằm ở dưới cái cánh hoa đó, chúng ta rất là dễ dàng là thấy được. Thì trong cái điều kiện mà thụ phấn thì nếu mà không đầy đủ thì chúng ta sẽ thấy là cái hình dạng gọi là giống như là gọi là thắt cổ chai, tức là ở trên cái cuốn trái nó bị teo lại như là cái cổ chai vậy, còn ở dưới thì nó phình ra. Thì nhìn thân hình đây thì bà con sẽ thấy là cái nụ hoa cái là chuẩn bị nở, có nghĩa là ngày mai nở đó. Thì đặc điểm này chúng ta cũng nên tìm hiểu để chúng ta biết, bởi vì trong cái trường hợp là mưa gió bão không có thể là thụ phấn được bình thường thì chúng ta phải đậy, có nghĩa là dùng cái bao giấy bao hay là túi ni lông mình sẽ trùm cái nụ hoa này lại để ngày sau nở để mà chúng ta có thể thụ phấn được. Hoặc là trong trường hợp mà bà con trồng dưa hấu mà dưa chưng Tết á, tức là dưa baby đó, sugar baby, hoặc là cái trái dưa hấu màu vàng đó, giống như hồng cúc đó, là chúng ta tự để giống lại, để giống được rất tốt. Nhưng mà để mà đảm bảo mà giống nó thuần á thì chúng ta cũng phải bao cái nụ hoa từ chiều ngày trước, rồi ngày sau chúng ta thụ phấn cho nó để chúng ta lấy được cái trái đúng như là cái trái mong muốn. Bởi vì trên đồng ruộng thì bây giờ đó, dưa hấu trên thị trường có rất nhiều giống, bà con mình trồng gần gần với nhau ở trên cánh đồng. Do vậy thì nếu mà bà con mình trồng dưa hấu Tết á thì thường thường Tết mình mới trồng, một năm chỉ có một vụ thôi, mà xung quanh có trồng những giống dưa khác. Nếu bà con mình không hiểu vấn đề này, bà con mình tự giữ cái giống, mình lấy cái trái to đẹp mình để lại, nhưng mà thực tế thì nó đã bị lai rồi. Do vậy thì cái vụ Tết năm sau bà con mình trồng thì cái dưa hấu nó không còn thuần nữa, mà cái trái nó có thể là cái vỏ nó có sọc, hoặc là cái vỏ nó màu khác, nó không có đúng như cái giống dưa hấu mong đợi để mà chưng Tết, thì bà con mình khó mà bán trái được. Thì đây là hình dạng của, đây là hình về trái dưa hấu. Thì trái dưa hấu á, là có nhiều hình dạng khác nhau, từ hình tròn đó, rồi tới là hình oval, tức là tròn mà tròn dài, rồi tới hình là trái dưa hấu dài, có những trái mà dài như cái gối như là con gối ôm á đó. Còn về màu sắc vỏ trái thì cái màu sắc vỏ trái cũng thay đổi rất là nhiều, từ màu xanh nhẹ, màu xanh đậm dần dần và đến màu xanh đen. Ví dụ như dưa hấu chân Tết của mình là dưa xanh đậm đen đó. Rồi về màu sắc của thịt trái bên trong thì có hai nhóm, một nhóm là thịt trái nó màu vàng, một nhóm là thịt trái màu đỏ. Ví dụ như là bà con mình sẽ thấy nè, cái hình mà cái trái từ non đó cho đến trái chín thì diễn biến cái màu sắc của nó đó, thì non là cái ruột nó trắng, giống nào cũng trắng hết trơn á, rồi từ từ trên trái chín. Thì thường thường mà khi mà thụ phấn cái đến trái chín thì khoảng 25-30 ngày đối với cái giống dưa mình ăn trái bình thường. Còn đối với cái giống dưa chưng Tết thì thường thường á là từ khi mà thụ phấn á, cho đến chín thì khoảng là một tháng. Thì có lẽ là các loại cây trồng thì bà con mình đã biết á, cây ăn trái á thì chỉ có cái cây dưa hấu là cái đặc điểm mà cái trái nó lớn nhanh nhất, có nghĩa là từ khi thụ phấn cho đến thu hoạch thì cái trái dưa nó có thể là trung bình đó bà con, thì nó nặng là khoảng 1,5 kg cho đến 25 kg nha, trái to là 25 kg. Nhưng mà trên thế giới thì cũng có những cái trái dưa hấu mà đạt kỷ lục đó, có thể là 60-70 kg.
Đó, thì như vậy là ngoài ra thì có những cái giống dưa hấu rất là bé, dưa hấu mini, mini có nghĩa là nó lớn khoảng chừng ngón tay cái thôi. Như vậy thì về cái kích thước trái đó, cũng như là khối lượng trái thì nó cũng rất là thay đổi. Đó, thì ở Việt Nam mình bây giờ thì cũng có nhập cái giống dưa hấu là gọi là dưa hấu táo, tức là nó cái trái nó bằng với trái táo thôi. Đó. Tức là ăn thì một lần mình ăn là một trái rất là tiện. Tuy nhiên cũng chưa có phổ biến lắm. Giống dưa hấu mà bình thường mà con mình trồng đó thì cái kích thước của cái trái dưa hấu thì nó chừng khoảng là nói chung đó là đường kính thì khoảng 15-20 cm. Chiều dài trái thì cũng trên dưới của cái kích thước đó. Và cái khối lượng trái thì trung bình là khoảng là trên dưới 2 kg. Là cái giống dưa hấu rất là phổ biến. Ngoại trừ là dưa chân Tết thì kích thước nó to khoảng là gấp đôi. Còn về hạt dưa hấu thì hạt dưa hấu có màu từ màu nâu nhạt, màu nâu đậm cho đến là màu đen. Kích thước của hạt cũng thay đổi. Ví dụ như ở trên cái hình này thì bà con mình thấy là hạt dưa hấu bình thường, tức là dưa mà mình ăn trái, mà ăn trái tươi đó là có hạt. Đó, thì hạt nó nhỏ. Còn mà dưa hấu mà hạt lép, đó là những cái giống đặc biệt đó, rất là đắt tiền đó bà con. Thì cái kích thước hạt nó rất là to. Khối lượng của nó là có thể là gấp khoảng 2 lần so với cái dưa mà có hạt. Thì trung bình là khoảng 25 đến 30 hạt trong 1 gram. Số lượng hạt ở trong một trái thì đối với dưa chân Tết á, là khoảng 500 tới 700 hạt. Nó tùy theo giống. Ngoài ra còn có một cái loại giống là dưa là chuyên để lấy hạt thôi bà con. Tức là hạt ở trong trái đó, cả ngàn hạt không có ăn, dưa đó chất lượng rất là kém. Thì ở miền Trung thì hàng năm cũng có trồng, chủ yếu là trồng trong cái mùa mưa, tức là trồng tự nhiên đó, rồi thu trái là đập ra chỉ lấy hạt thôi, có nghĩa là mình ăn hạt dưa Tết đó. Đó, hoặc là cái hạt dưa mà để làm bánh mứt ở trong như bánh trung thu đó bà con. Thì hạt chứa cái hàm lượng chất béo rất là cao, khoảng 20-40%. Do vậy mà cái giá trị dinh dưỡng cao nên được chọn là cái nguyên liệu trong cái việc mà chế biến thực phẩm cho con người. Sau đây tôi xin trình bày về yêu cầu điều kiện ngoại cảnh đối với cây dưa hấu. Thứ nhất là về nhiệt độ. Thì do là dưa hấu có nguồn gốc từ châu Phi, do đó là nó rất là thích khô, nóng. Nhiệt độ tối hảo từ 25 đến 30 độ C. Nhiệt độ mà giới hạn cho sự sinh trưởng của cây dưa hấu là trong khoảng là trên 10 độ và dưới 40 độ C. Nhiệt độ cao thì thời gian sinh trưởng của cây rút ngắn, đồng thời là chất lượng của dưa hấu sẽ ngọt hơn, ngon hơn. Trung bình là khoảng là độ brick là 11%. Nhưng nếu mà nhiệt độ thấp, có nghĩa là canh tác ở vùng khí hậu lạnh thì thời gian kéo dài hơn và cái độ ngọt cũng thấp hơn, thường thường chỉ dao động khoảng là 8-9%. Thì về thời gian sinh trưởng của cây dưa hấu thì nói chung là rất là ngắn, trung bình là khoảng là 2 tháng, tức là 60 ngày cho đến 70 ngày trong điều kiện khô. Nếu như là nhiệt độ cao thì khoảng là 60-70 ngày, nhưng mà nếu mà nhiệt độ thấp thì cái thời gian này có thể là kéo dài cho đến là 90 tới khoảng là 110 ngày. Biên độ nhiệt ngày đêm có nghĩa là sự chênh lệch nhiệt độ của ngày và đêm nếu như là khoảng là 10 độ C thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cây ra nhiều hoa cái và năng suất cao. Nhưng mà đồng bằng sông Cửu Long mình thì thường là nóng, hiếm khi là có cái biên độ nhiệt như thế, ngoại trừ là thời điểm của những ngày tháng Noel thôi. Do vậy là canh tác cây dưa hấu ở đồng bằng sông Cửu Long thường thường thì chỉ là khoảng là 60-70 ngày là có thu hoạch. Về ánh sáng thì cây dưa hấu thích là quang kỳ ngắn, có nghĩa là thời gian chiếu sáng trong ngày ngắn, khoảng là từ 8-12 giờ chiếu sáng trong ngày, có nghĩa là cái điều kiện của Việt Nam mình rất là phù hợp. Kết hợp với cường độ ánh sáng mạnh, có nghĩa là nhiệt độ cao đó, thì cây sẽ ra nhiều hoa, hoa cái, tăng cái tỷ lệ đậu trái, cho trái chín sớm và năng suất cao.
về yêu cầu về nước thì cây dưa hấu có cái nhu cầu về nước rất là cao, bởi vì bản thân ở trong cái trái dưa hấu đó thì cái hàm lượng nước đó là trên 95% rồi. Nhu cầu về nước cao, đặc biệt là trong cái thời gian mà phát triển trái. Cây dưa hấu có khả năng chịu hạn rất là tốt, bởi vì nó có thể sống trong sa mạc, bộ rễ chín ăn sâu, rễ phụ cũng phát triển mạnh ở trên bề mặt. Tuy nhiên là không có khả năng chịu ốm kém. Về lượng mưa hàng năm thì thích hợp ở lượng mưa khoảng từ 400 đến 600 mm thì trong cái điều kiện của Việt Nam mình nói chung là cũng phù hợp. Ngoại trừ trong cái vụ thu đông như khoảng thời gian này thì thỉnh thoảng là mưa nhiều và liên tục trong nhiều ngày. Về đất cây dưa hấu thì thích hợp với đất là đất tịch pha cát, có cơ cấu nhẹ, thoát nước tốt, đất là hơi phèn, tức là axit nhẹ đó, độ pH khoảng 6 đến 6,8 là tốt nhất. Tuy nhiên là đất có cơ cấu nặng, ví dụ như bà con mình trồng dưa hấu trên nền đất lúa đó, đất sét, thì cây dưa hấu cũng sinh trưởng tốt, tuy nhiên là cái bộ rễ thì phát triển nó kém hơn. Đồng thời là hàm lượng nước ở trong đất nhiều, do đó là lượng nước ở trong trái nó cũng cao, dễ bị nứt trái và thời gian bảo quản trái nó không được lâu. Cây dưa hấu cũng rất là mẫn cảm với độ mặn. Thì cái độ mà mặn đó, ECE thích hợp là khoảng là 2,5 mmol trên cm. Năng suất sẽ giảm, nếu giảm 10% đó, nếu như là cái độ mặn này lên đến 3,3, còn giảm 25% ở 4,4 mmol trên cm, và sẽ giảm 50% là ở cái độ là ECE là 6,3 mmol trên cm. Còn mà nếu mà khoảng 10 thì mất trắng về năng suất. Nói chung là nhạy cảm với độ mặn. Còn đối với cây dưa hấu thì nhu cầu dinh dưỡng, phân bón đó, đạm, lân, kali nguyên chất thì là khoảng 80-100 kg đạm, 25-60 kg B2O5 và 35-80 kg K2O cho 1 hectare. Thì cái nhu cầu tương đối là cao, đặc biệt là đạm cao nhất, rồi đến là kali và lân. Sau đây thì tôi xin trình bày về các giai đoạn sinh trưởng và phát triển cây dưa hấu. Thì tổng thời gian sinh trưởng của cây dưa hấu từ khi gieo cho đến khi mình thu hoạch trái thì khoảng là 60-70 ngày tùy theo giống. Thì khoảng là phân nửa giai đoạn đầu từ khi mình gieo cho đến khi mà có nụ hoa cái nở thì khoảng là trên dưới 30 ngày. Thì khi mình gieo thì khoảng 5-7 ngày sau thì mình trồng. Khi mà mình trồng được khoảng 15-20 ngày thì cây bắt đầu nó ngã ngọn, nó bò rất là nhanh. Tức là giai đoạn đó là phát triển thân lá rất là nhanh, và cây nó trổ hoa, đó là thời kỳ sinh trưởng thân lá. Và tiếp theo đó, tức là khi mà có nụ hoa cái đó, cho đến khi thu hoạch là thời kỳ sinh sản, rau hoa, đậu trái và phát triển trái. Thì trung bình là khoảng 32-35 ngày là thời gian mà thụ phấn để lấy trái dưa hấu. Thì sau đó 4-5 ngày là thời kỳ là tuyển trái, bởi vì cái dưa hấu thì nó đậu trái nhiều trên cây, có thể 4-5 trái. Tuy nhiên là mình chỉ chọn được một trái là tốt nhất thôi, mình không có thể là để được nhiều trái trên cây. Khi mà đã tuyển trái, có nghĩa là một cây chừa một trái thì trái phát triển rất là nhanh. Giai đoạn đó là khoảng 40-55 ngày là thời kỳ mà trái mà phát triển nhanh nhất. Và sau đó thì chuyển sang giai đoạn trái chín và đến thu hoạch. Thì đó là tổng cái thời kỳ sinh trưởng cây dưa hấu. Có thể nói đây là một cái loại cây thời gian sinh trưởng ngắn, cho năng suất cao và kích thước trái rất là to. Sau đây thì tôi sẽ chuyển sang cái chuyên đề kế tiếp là mùa vụ và phân loại dưa hấu.